Có kịp thời gian đi ăn ốc không nhỉ? Hả? Hả? Nay mới có thời gian rảnh này. Trong đây có những cái đường gì chưa không ta? Coi, tham vào những cái đồng hồ hấp lắm. Đồng hồ chỉ còn... Trời ơi, còn những chiếc đồng hồ màu hồng nữa chứ. Mấy năm rồi, đồng hồ này phải mấy năm rồi. Cái ghế này nó bắt đầu phải thay á. Ghế 3 năm rồi, gắn bó nhau 3 năm rồi. Cái gì từ phải thay hết kìa. Ghế cũng phải thay á, từ đời văn hóa cơ. Đồng hồ hấp lốt 100k. Đồng hồ hấp lốt. Ôi dồi ôi, hay nhô các chị. Không biết là giờ này có được không các chị ơi? À, có em đấy chị Nga này. Rồi em có đấy chị Mỹ Linh nhá. Shipper mới đưa hàng nhà này cho em cách đây 1 phút à. Ok chị ơi, mở hàng ra xem đi. Shop nhận được áo chị gửi đổi. Giờ chị đổi qua mẫu khác thì làm sao em? Vâng, chị đổi qua mẫu khác cũng được chứ sao chị. Chị không thích mẫu đấy thì em đổi cho chị sang mẫu khác. Ủa mình nhìn trong. Áo em không. Hôm nay là rảnh lên bắt đầu sale hàng lông côm với các chị nhá. Hôm nay mới rảnh đấy để bắt đầu lên hàng lông côm với chị nhá. Em không biết là live giờ này các chị có kịp xem không á. Live giờ này mình có xem được không? Sợ là các chị không xem được. Không chốt khoác lên cho mình à. Chị Trần Nga, chị đặt từ hôm qua hả chị? Đặt từ hôm qua thì bên em vẫn đang gọi điện chốt đơn nhá. Chị ơi, bên em vẫn đang trả lời đấy. Chị nhắn cho tin nhắn nó nổi lên giúp em nhá. Chị ơi, ấn cho tin nhắn nó nổi lên giúp em nhá. Áo này nếu mà chị nào mà mua hàng em từ đợt mùa hè sẽ có kéo này. Tủ đồ bây giờ toàn nhà hàng nhà chị từ hè sang đông. Thế chị đã khui hàng chưa? Em có thấy chị Thu Hiền này. Em không biết là live giờ này có muộn quá không ấy chị nhỉ? Chắc là muộn quá rồi đúng không? Tại vì nó bị gặp một chút trục trặc nên là bây giờ mới lên được. Thế thì em sẽ lên nhanh luôn nhá. Chắc là sắp đến giờ các chị nấu cơm rồi đấy. Sắp 5 giờ, ở quê 5 giờ là nấu cơm rồi. À, anh ơi cho cái hàng hóa lên đây đi. Hôm nay chủ yếu là em chỉ lên hàng lông côm thôi nhá. Hàng lông côm, hàng hoàn. Có những cái gì còn lông côm em sale vừa bán vừa chiên các chị nhá. Rồi ok, chị nào vào The Trend xin một nút chấm các chị nhá. Bít muộn nhưng mà thôi. Bít muộn nhưng mà vẫn lên nhá mọi người. Rồi ok ạ. Ai nhiều lắm ý. Hàng hoàn các thứ ấy. Vừa bán vừa chiên thôi. Nói chung là những cái hàng hoàn này thì em vừa bán vừa tặng các chị thôi. Không lời lãi gì đâu. À tối qua thì bên em vẫn đang gọi chị nhá. Rồi ok. Còn bộ nào còn thì để lại này. Máy nào không còn, áo nào không còn em sale rẻ luôn. Lan Nguyễn này. Lan Nguyễn cái gì đây? Ôi dồi ôi, quần hoa. Sao được nhớ hôm trước bán combo mà. Cái này bán combo mà sao về mỗi cái quần hoa đây. Con áo tăm các chị ơi, con áo tăm. Con này đi. Đang bận chưa khui, không khui. Nhưng cũng biết đồ đẹp rồi. Nè, chị ơi, giờ ok. Em ơi bảo chị, mai anh check tin nhắn của chị Trần Nga hộ chị nhá. À ok. Em có chào chị Tiên, em chào chị Tiên Mai nhá. Giờ các chị ơi, bắt đầu nhá. Thật sự nếu mà like giờ này các chị săn được nhiều hơn ấy, em nghĩ là giờ này ít chị xem á nên là mình sẽ cơ hội mình săn được nhiều hơn. Thật sự luôn. Đấy, hôm nay chỉ chốt đơn cho chị nào chia sẻ nha các tình yêu. Muộn nhưng vẫn phải chia sẻ livestream để được chốt đơn. Mã đầu tiên nè, hôm nay lên mã vui vui các chị nhỉ. Mã số cho em là tặng 1 đi. Hôm nay đọc tên chị nào là chị ấy có đơn nhé mọi người. Tặng 1 cho em nè, tặng 1 đi. Tặng 1 cho em con này đi, 9.000 đi, tặng 1 9k này. Con áo giấy. Áp dụng chị nào chia sẻ nhé mọi người, em bắt đầu lên nha. Nhớ giá này chị áp dụng chị nào chia sẻ thôi nhé mọi người ơi. Hàng 2 phút à? Giờ ok. Cái này thực ra nó là hàng hoàn này. Nói chung là hàng hoàn, hàng lông côm. Hàng lông côm này thì em sẽ không làm mã được. Nên là em sẽ bán tặng hết, thật sự luôn. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị nhá. Còn những cái hàng nào mà em vẫn đang còn thì vẫn cho vào kho. Nhưng còn những cái hàng này ấy, các chị, những cái hàng này là lông côm. Thế là em bây giờ em sale làm một buổi nhá. Làm một buổi sale rẻ lắm. Vừa bán vừa tặng, được chưa ạ? Rồi ok, mã tặng 1 cho em nhá. Còn 1 phút để các chị yêu chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Vừa bán vừa tặng thôi, nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream để được chốt đơn nha các chị ơi. Đúng không ạ? Rồi,
Em cái này chốt nhanh nhá, cố gắng săn được hai món thì ngày mai bên em đi đơn nhá. Rồi mã tặng một cho em này, tặng một đi. Con nào giấy này 9.000. Ôi quần hoa em tặng các chị luôn đi. Này, mã này các chị lên cho em là tặng quần hoa. Chứ cái quần này á, mặc ở nhà nó rất là mát luôn cho em nhá, tặng quần hoa đi, 9.000 này. Mã số cho em là tặng quần hoa nhá, quần hoa 9K. Anh đọc luôn nhá, ghi được ai đọc luôn người đấy nhá. Tặng quần hoa cho em nhá, 9.000. 9.000 mã tặng quần hoa. Cho comment cả số điện thoại giúp em nhá, cả giá thì càng tốt nhỉ. Thôi các chị comment là cả số điện thoại cho em đi. Số điện thoại là ok. Mẫu này em cũng hết rồi. Mẫu này em hết rồi mọi người ạ. Mã này các chị lên cho em này là mã số cho em là gió cam nhá. Gió cam 69.000 luôn mã gió cam. Chị nào lấy gió cam thì mình chốt gió cam cho em nhá, 69.000 này. Gió cam 69K. Đó, chị nào lấy gió cam thì chốt khẩn cấp luôn cho em nhá. Gió cam 69 này. Không ơi, lấy anh tụ bóng kính không ơi, tặng một là cái gì? Tặng một là cái áo giấy á, 9.000. Cái thứ hai là mỗi tội áo gió đáp đẹp, mỗi tội không tháo rời là cái gì chị? Gió 2 tặng áo gió này. Cái này là tặng một này, quần hoa. Ừ. Tặng quần hoa 9.000 cho các chị luôn đi. Con gió heo này em cũng còn hết rồi, con này em cũng hết. Mã này các chị lên cho em là gió tím hộ em nhá, gió tím. Gió tím cho em luôn này, 69.000 luôn mã gió tím đi. Chị nào lấy gió tím thì mình cho gió tím cho em nhá, 69.000 đồng luôn. Sang xịn mịn luôn. Đây cái bàn. Gió tím cho em nhá mọi người nhá, gió tím 69.000. Tím 69K. Tím 69 ạ. Này em cho chị phẩy phẩy cho chị tí quạt em. Đây, bật hộ chị cái quạt cái. Hôm à. Chị B-boy bớt giúp em nhá. Chị Vân Vân còn tặng một ạ. Chị Vân Vân tặng một này. Thơm. Hay lấy cái quạt bé đi em. Cái quạt bé phẩy phẩy tí cho nó thoáng thoáng. Áo em mặc không? Thương ơi. Thương ơi vào gấp hộ chị với. Vào chung lương đi em ơi, để cho cháu nó nghỉ. Gió tím cho em nào, gió con heo 69.000 cho chị gâm lê ạ. Đọc to lên. Gió tím á chị ơi, chị nào lấy gió tím thì mình cho gió tím cho em nhá. Cái này tặng luôn cho các chị 69.000 đi. Quần bò cho em, cái này em còn đúng một con này. Quần bò cho em nhá, size M. Quần bò 89.000 luôn mã quần bò. Size M dành cho chị nào dưới 52 cân. Chị nào lấy quần bò thì mình chốt cho em là quần bò nhá, đẹp nhức nách luôn, 89.000 mã quần bò. Bò 89. Chị nào lấy quần bò thì mình chốt cho em là quần bò cho em nhá, 89.000 đồng sang. Đó, 69.000 cam 69. Quần bò cho em hôm nay máy em đang còn nó đang bị lỗi nữa cơ. Chị đặt hôm từ hôm nào chị 89.000 cho em mã quần bò này. Ở chung sale vừa bán vừa tặng các chị luôn nhá. Áo cam cho chị biết mai tiên rồi. Quần này cũng còn một cái size M. Còn một cái size M nữa các chị ơi. Tặng nốt cho các chị quần này đi. 89.000 này. Mã này các chị lên cho em là mã số cho em là tặng 2 nhá. Tặng 2 89.000 size M mã tặng 2. Tặng 2 và kèm số cho em nhá, 89.000 đồng. Con này các chị có dưới 53 cân. Đấy, chị nào lấy tặng 2 thì mình chốt tặng 2 cho em nhá, 89.000 này. Nhìn cái cúc của nó cho em xem cho. Cái cúc cái này là không có khóa nhá. Cái này không có quá, quá đi. Chị Hà có quần bò 89K. Rồi, gió tím chưa? Đây, nhớ cái giá này là hát dùng chị nào chia sẻ nhá mọi người nhá. Chưa thấy ai trả lời, nó chắc nó đang bị ẩn tin, nó đang bị lùi ấy mọi người. Mọi người chấm cho tin nhắn nó nổi lên giúp em nhá. Gió tím cho chị Thúy Hằng Trương này, chị okay. Em nhá. Tặng 2 này. Hôm nay coi như bao hàng hoàn em cắt vừa bán vừa tặng vừa tri ân đi. Vừa tặng vừa tri ân các chị luôn nhá. Con áo len rồi, ok, thank you. 29.000 mã số cho em là tặng 3. Tặng 3 cho em 29.000 mã tặng 3. Các chị để ý cho em là hôm nay nhà em chỉ cho đơn cho những chị nào chia sẻ thôi ạ. Tặng 3 cho em nhá, 29.000. Em chỉ cho đơn cho những chị nào chia sẻ và quá đẹp luôn. Mặt cứng nhá. Chị tặng hoài 3. Em có tặng 2 ạ. Cái này chị nào mà được hàng những cái đơn hàng này các chị inbox cho em nhá. Mình inbox vào địa chỉ số điện thoại cho em nhá. Đúng không nhỉ? Những cái hàng lồm côm này thực sự là không có lãi đâu các chị ơi. Thật sự bây giờ các chị không nghe máy nữa là em lại xả ra.
mà một tuần em chỉ like hàng lông cô một lần thôi, đúng không? Bây giờ em sẽ cố định nhá mọi người, em sẽ like hàng lông cô một thứ năm đi, thứ năm trong tuần đi, thứ năm trong tuần em sẽ like hàng lông cô nhá, một tuần một lần, một tuần chỉ like một lần thôi nhá mọi người. Ở dạng mã số cho em là tặng 329.000, chất sang rất đẹp rất là mịn luôn, tặng 329.000 này. Đấy, chị nào đấy tặng 3, mình sẽ tặng 3 cho em, 29.000. Con áo này hôm qua đang bán, thì chốt con này đi. Tặng 3 cho em nhé. Đây. Này, thông báo là nhận được áo của chị Salon Hoàng rồi nha. Hả? Tặng 3, 29.000. Chị Quỳ Martin có tặng 3. Thôi em ra làm máy cái áo hàng kia để tôi bán đi. Đây. Hai cái áo này nhà mình còn đúng không? Mình còn thì phải để lại để mà lên Sara Nguyễn Thanh. Cho cái đấy hôm qua đang bán đấy, cái đấy đang còn bán thì để chốt đi. Hoa cúc cho em đi. Hoa cúc cho em đi nè, 39.000 đi, áo hoa cúc. Áo hoa cúc có màu hồng và màu kem nhá, 39.000 lên đường nốt đi. Hoa cúc cho em áo tăm, cái này các chị giá 55 cân cho em nhá, mã hoa cúc. 39.000 mã hoa cúc này. Chị nào lấy hoa cúc thì mình chốt hoa cúc cho em nhá. Hoa cúc 39.000. Hoàn khách hủy đã báo sốt, ok, hủy chốt đơn. Con này mình vẫn an toàn. Tặng 3 cho em nhá mọi người nhá, áo hoa cúc. Này không biết là mình còn hay không chứ. Con xanh chuối này. Xanh chuối cho em nhá. Len xanh chuối 89.000, hàng này rất là đắt luôn. Len xanh chuối, chị nào lấy len xanh chuối thì mình chốt cho em nhá. Len chuối 89.000. Chuối 89. Chị Hiếu Lê có hoa cúc ạ. Chuối tắt. Tắt máy không nghe. Nhật Bùi. Tắt máy không nghe ấy chị ơi, toàn khách khách cũ đây. Toàn khách lên khen quá trời, ấy lúc đặt cho thần nhiều. Đến nơi shipper tắt máy thì không nghe. Không nghe luôn. Này có bên này này à? Đây. Trời ơi, con này này. Đang còn hàng đông chiên. À, con này em chân các chị luôn này. Được chưa? 29.000 mã số cho em là kiểu hồng đi. Kiểu hồng 29 luôn đi. Kiểu hồng 29k cho em nhá. Mã số cho em là kiểu hồng. Chị nào lấy kiểu hồng thì mình chốt cho em nhá. 53 cân đổ về này. 53 cân đổ về cho em mã kiểu hồng nhá. 29.000. Kiểu 29 này. Kiểu 29 nhá. Kiểu 29. Chị nào lấy áo kiểu mình chốt cho em là 29.000. Rồi. Áo chị lên cho em là áo tăm nhá. 29.000 đồng luôn. Áo tăm 29.000, cái này các chị dưới 55 cân cho em nhé. 55 cân đổi cho em mà áo tăm 29.000. Áo tăm 29k. Chị Thanh Thủy có mà áo kiểu hồng ạ? Áo tăm 29.000. Rồi, từ 40 cân đến 60 cân quay đầu cho em nhé. Cái này mình lên luôn cho em này là áo len hồng. Len hồng cho em nhé mọi người, 79.000 mã len hồng. Chị nào lấy len hồng thì mình chốt cho em là len hồng 79k. Len hồng 79. Chị hỏi em có áo tâm không? Len hồng 79. Toàn những đơn to trả ba anh này thôi. Rồi. Len hồng 79.000. À cái con này nhà mình còn không nhỉ? Len hồng 79. Rồi, cái này mình lên luôn cho em hãy là tiểu thư cho em nhé mọi người. Có áo len hồng à? Tiểu thư và kèm số cho em luôn, 49.000. Em sẽ có màu kem và có màu xanh ạ. Cái này các chị từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Mã số cho em là kiểu hồng 49k. Trời ơi, áo này mặc lên siêu xinh. Đây. À cái này mình lên luôn cho em này. Áo len nơ đi. Áo len nơ nhá, 49.000 hộ em áo len nơ. Chất rất là đẹp, cái này mình sơ vi cũng được luôn. Em sẽ có cho các chị là màu xanh. Màu xanh và màu kem nhá mọi người, có xanh và có kem, được chưa? À mã tiểu thư à? Cảm ơn không nhớ. Tiểu thư cho em nhá. Mắt số, ôi một kéo nam này. Em có để mặc không? Hay hãy
2X nhỉ? 2X. Nó mẫu ai nó mặc đây. Thì nghe nghe có mã áo. Áo này đợt trước mình bán bao nhiêu nhỉ? Hôm trước mình bán cái con áo này bao nhiêu ta? Trăm mấy nhỉ? 189 à? Thôi còn một cái bán nốt các chị yêu luôn này. 149.000 đi. 149 nhá. Size 2X các anh dưới 65 cân cho em. Mã số cho em là áo nam. Áo này xinh lắm. Áo này à quên không. Áo này đẹp lắm. Ở dạ mã số cho em là áo nam nhá. 149 ấy. Chị đông thì có thể mua xong rồi. Nam 149. Chị nào lấy áo nam thì mình cho áo nam cho em nhá. 149.000. Nam 149. Đây cái này là siêu nhẹ luôn. Rồi. Giá áp dụng chị nào chia sẻ nhé mọi người nha. Rồi. Nhanh lên đi em để đi ăn ốc nào. Rồi, không cần đâu. Anh lấy cái giấy hết đây rồi. Xong. Hiếu lên vài áo nam à? Áo Adidas này nhà mình còn không ta? Rồi. Áo Adidas này cho em này, không biết còn hay không. Nào, mã số cho em là áo Adidas nhé. Áo Adidas luôn cho em, còn không em? Còn đấy thôi để là gộp vào. Này, cái tiểu thư màu kem đang còn em ơi. Ngồi đây, anh vứt cái hàng ngoài này lên cho em đi. Vứt lên đây. Bóc này hết rồi đúng không? Khoác báo. Còn một con tặng nốt mã số cho em là khoác báo 79.000. Báo 79 cho em nhá. Những cái mặt hàng nào mà em còn ấy em sẽ không xả nhá mọi người. Tại vì đấy hôm nay chỉ xả hàng lông tôm thôi. Khoác báo. Khoác báo cho em 79.000 này. Báo 79. Chị nào lấy khoác báo thì mình chốt cho em nhá. Cho chị đi kéo ở trên đường đi. Khoác báo 79.000 cho em này. Còn tiếp. Đưa kéo đây. Tiếp chưa? Nhanh nha các chị ơi. Cái đấy bị lỗi đấy. Cái đấy lau được mà. Cái đấy lau. Đây đơn hàng của ai đây mà không biết này. Công Nguyễn này. 7 bộ bị lỗi này. À anh Vũ à. Đây nó lỗi gì em tặng nốt cho các chị nhá. Không áo em mặc không có. Bán từ lâu ấy, đợt nào chị nào mà mua áo này mùa hè là sẽ có kéo này. Ừ, áo bọc luôn, mặc sướng lắm. Quần này nó bị lỗi à? Cái này em sale nhá mọi người. Thì nó cũng lỗi thôi mà, nó không có lỗi nhiều đâu, nó chỉ chấm chấm một tí thôi. Bây giờ quần trắng này em tặng các chị đi. Em tặng lỗ luôn này, thật sự luôn các chị ơi, em tặng lỗ luôn nhá. Quần này em đang bán là 115.000. Bây giờ em tặng lỗ các chị quần này luôn. Em tặng các chị 69.000 thôi. Mã số cho em là quần trắng rồi chưa? Quần này em sẽ có cho các chị là size gì đây? Này, anh yêu xé cái mác đi không? Nó lại vào cái quần. Quần trắng em nhá. S này. M này. Bẩn à? Thế bây giờ làm sao để bây giờ tặng... Nhờ các chị giặt thôi. Nhờ các chị giặt đi. Cái này em đang bán 115. Bây giờ thôi bán tặng các chị đi. 50.000. Được chưa? 50.000 chị nào về mình ưng mình giặt luôn cho em cũng được. Cái này thực ra là nó để màu trắng mà các chị bao giờ nó xảy gọi là đụng một tí là nó bẩn. Hả? Cái quần này thì bỏ ra. Cái này cũng không bẩn lắm đâu. Nó kiểu là bụi vải vào nên nó nhìn nó kiểu màu trắng thôi chứ màu trắng. Đây là màu trắng tinh mà nên là nhiều khi á mình nhìn nó sẽ bị gọi là nhưng mà các chị về giặt đi. Cái này giặt là da mà em sợ giặt các chị lại bảo có mùi xà phòng. Thôi chị nào mà ưng ý thì mình chốt luôn nhá. Nó 50.000 đi. Hàng em bán 115 đấy. Cái này không phải là chất. Không phải là chất gì nhỉ? Tuyết mưa đâu. Cái chất này là chuyên may quần vải tây ấy. Không phải chất tuyết mưa đâu các chị. Hôm qua mình đã thêm đồ mà chưa thấy shop gọi điện. Chị ơi cho em xin số đi ạ. Quần này size khá là to, size XL cơ. Đấy mã này các chị lên cho em là quần kem nhá. Quần kem cho em này. Quần kem. Ừ thì hàng mình đang bán 115 đấy. Ở dạ, mã số cho em là quần kem các chị ơi, thì em cứ chốt đi, mấy chị đấy. Rồi chị nào mà mua cảm thấy mình mua về ok mình giặt cho em nhá, quần kem cho em nào. Quần kem. Chị nào lấy quần kem thì mình chốt cho em nhá.
Trời ơi. Chị gầm chân có nữa. Chị gầm chân có size L ạ. Thôi ok các chị. Em rất nhiều chị chốt quần trắng nha, chốt cho các chị, các chị về tái. Mình lọc cho em thấy tiếc lắm ấy. Quần em có size M ạ. Quần đấy em gọi là toàn hàng đấy em nhập vào cao lắm. Em nhập quần đấy là hàng 100 mấy ấy. 100 như là đấy hôm sau nhập hàng đấy là những 100 cơ. Cái áo kia khách chốt nhiều nha, cái áo dạ Burberry kìa. Cái áo dạ BT BB ấy. Rồi mã này bị lên luôn cho em là gió cam và kèm số điện thoại cho em nhá. Cùng đi có xe rồi. Cái này các chị từ 40 cân đến 65 cân chốt đơn cho em mã này, được chưa ạ? Mã số cho em là gió cam các chị nhá, 45.000. Gió cam 45.000 đồng. Chị nào? Chị nào lấy gió cam thì mình chốt gió cam cho em nhá. Áo khoác đắt hồng thôi nhỉ. À đấy là 99.000 chị ơi. Gió cam 45.000 đồng cho em nhá. Chất rất là đẹp đó chị ơi. Ê ôi, cái chất của nó cho em đẹp lắm luôn. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em mẫu này. Mẫu này các chị ra mua, mẫu này toàn là 120, 130 một con gió này thôi. Gió cam cho em nhá. 45.000 đồng. Đấy, chị nào lấy gió cam thì mình chốt gió cam cho em. Hai cái xanh bờ ạ. Hai đứa tầm ra là 45.000 cho em mã gió cam này. Sang xịn hai bên có túi kéo khóa cho em như thế này. Đấy. Chất rất là đẹp luôn cho em nhá. Chị nào lấy gió cam mình chốt gió cam và kèm số điện thoại cho em ạ. 45.000 một con áo gió này, trời ơi. Vừa chống nắng được các chị ơi. Bây giờ á, cái thời tiết mà hanh khô như thế này nhá. Hôm nay em đi ra ngoài đường cũng thế. Hôm nay mà chị em mình á, mặc thời tiết hanh khô như thế này. Nếu mà mình mặc cái áo chống nắng bình thường nó không ổn các chị ạ. Và nó rát cực kỳ, phải mặc áo gió nhá mọi người. Chị nhận được áo rồi mà ok không mà vừa muốn đổi thì chị mốc tin nhắn giúp em được không chị? Mã này mình lên luôn cho em này là gió cam cho em nhá. 45.000 mã gió cam. Chị nào lấy gió cam thì mình chốt gió cam và kèm số cho em 45.000. Cái quần này cũng 50.000. Gió cam cho em nhá. Bây giờ thời tiết hanh khô giữa nắng rồi lạnh như thế này á, chị em mình chỉ có mặc áo khoác thôi, thật sự luôn. Mặc áo nắng nó không ngấm vào đâu mọi người ạ. Rồi. Chị cần chị Trần Hoa có quần kem ạ. Gió cam không cần ghi đâu em, gió cam lọc đi. Gió cam nhiều lắm, không cần ghi đâu. 45.000 cho em nhá. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi. 45.000 đồng cho em mã này. Rồi em qua mẫu nhá. Đẹp quá trời, 45.000 này. Đẹp lắm, nói chung là chị nào lấy gió cam phải chốt là gió cam nhá. Em còn thấy chị Ngọc Thùy. Trời ơi, thời tiết này mà ra ngoài đường mặc áo chống nắng là không để chịu được. Này, em ơi. Có cần đọc chốt gió cam không? Em đọc chốt gió cam đây các chị. Gió cam chị Trang Trang có, chị em, Lan chị Loan có. Em đọc thế chị không nghe đâu. Thật luôn. Để đọc. Chị Trần Hoa có gió cam ạ. Chị nhìn cho em nha. Chị Xoài Xanh có. 45.000 Chị Trịnh Hoa có ạ. À chị Trang Nhung inbox tin nhắn giúp em nhá. 45.000 mã gió cam. Chị Trần có ạ. Này con áo ra đi. Các chị mình cứ lên đúng mã giúp em nhá. Gió cam ạ. 45.000 cho em nhá. Không, em không có, em bán từ đợt hè rồi. Đây cái này là đồ hè này. Ôi bán tặng các chị luôn đi. Đấy mã này các chị lên cho em đây là bộ tri ân. 29.000 một bộ đi, mã bộ tri ân cho em. Em chào chị Lưu Dung. Bộ tri ân 29.000 nhá. Em có màu sọc vàng và màu sọc xanh. Sọc vàng và sọc xanh các chị ơi. Sọc vàng và sọc đen cho em 29.000 một bộ. Bộ tri ân 29 nha. Có màu sọc vàng và màu sọc nâu này. Sọc vàng và sọc nâu nhá mọi người. 29.000 mã số cho em là bộ tri ân. Bộ tri ân 29.000 đồng mã số cho em là bộ tri ân. Chị nào lấy bộ tri ân thì mình chốt bộ tri ân cho em nhá. 29.000. Trời ơi, cái bộ này mặc ở nhà thôi rồi. Vừa gọi là vừa rẻ vừa đẹp nhá mọi người. Đợt trước em nhờ vào bộ này 70.000. Đợt hè nhờ bộ này 70.000 đấy. Bây giờ tri ân các chị luôn 29.000 đi. Mỗi màu em có 2 bộ nhá mọi người. 2 bộ màu vàng, 2 bộ màu kẻ nâu rồi chưa? 29.000 mã bộ tri ân cho em này. Nhớ lấy thêm sản phẩm nhé, em bị đơn nhá. Em còn áo da, chắc là tối nay em sẽ lên cho các chị yêu đi. Chị Trang ơi, để em hết quần size S rồi, em gửi chị một cái quần size M được không chị? Áo da tối nay nhá, các tình yêu nhá. Bộ tri ân cho em 29.000 này. Tri ân 29 này. Ok, chị Thảo Trần có sọc vàng ạ. 29.000 nhá chị nhá. Áp dụng chị nào chia sẻ livestream, chị Thảo Trần chưa chia sẻ em ơi.
Chị Thảo Trần chia sẻ bài giúp em nha. Chị Trần Thị Kiều Vân cũng chưa chia sẻ bài cho em ạ. Em chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Những cái mã này quá rẻ rồi. 29.000 các chị săn ở đâu có những cái mã này. Không thể có luôn. Rất đẹp lắm, không phải vải Sài Gòn các thứ đâu nha các chị ơi. Rồi con áo Đắt Nam cho em. Ở ra. Nào. 89.000. Size 4XL 75 cân. Này. Chị nào lấy áo nam thì mình chốt áo nam cho em nhá. Còn một cái 4X 89.000 đi. 89.000 mà áo nam. Các chị ơi em chỉ chưa chốt cho chị nào mình chia sẻ bài cho em, không chia sẻ em không chốt đâu ạ. Áo nam 89.000. Con đang có một vàng một nâu ạ. Đẹp quá các chị ơi. Con này là size 29 này. 99.000 luôn đi. Mã số cho em là bò nhá. Bò ôm size 29 54 cân đổ về. Mã số cho em là quần bò. 29.000 mã quần bò. Chị nào lấy quần bò thì mình chốt quần bò cho em nhá. 29k. 29.000 mã quần bò. Em hết mã bộ ạ. Quần bò 29.000. Quần bò 29.000. 29.000 mã quần bò cho em nhá. Chị nào lấy quần bò thì có chốt là quần bò và kèm số cho em 29k. Chị nào gửi lại con áo dai này. Cũng may không bóc rồi mà cứ để đây. Size L, đủ giúp chị size L của ai đây? Ai mà không có họa tên này. Các người lấy mặc hết nha. Thảo Hân này. Thảo Hân gửi khách gửi hàng đồ lỗi về không bóc ra. Con này 29.000 lắm. 99.000. Size 29. Vân ơi. Vân. Thảo Hân nó gửi lại cáo ra à em? Em hết quần bò rồi ạ. Ủa sai à? Hôm sau hàng về bọn em phải cắt ra xem khách gửi có đúng đủ cho mình chứ. Cứ báo nhận rồi khách nó gửi thiếu thì sao? Thì lúc đó kêu ai? Ok, quần bò chị Mình Nguyễn đây ạ. Con áo phản quang cho em nè. Đẹp lắm luôn nha. Lấy mã nào chị? Đây. Ở chưa? 89.000 mã số cho em là áo phản quang. Áo phản quang cho em nhá. 89.000 đồng sang, đẹp lắm luôn này. Trời ơi quá ngời đẹp luôn. Áo phản quang 89. Phản quang 89 cho em. Phản quang 89 nhá. Chị nào lấy phản nam, phản quang thì mình chốt phản quang cho em nhá. 89.000. Các chị ơi, hết mã quần bò rồi mình nói chung mã quần bò giúp em ạ. Không, bên em vẫn đang gọi điện mà chị ơi. Bây giờ nhà em tối vẫn có. Tối nhà em vẫn có các bạn gọi mà. Bên em vẫn đang gọi chị nhá. Những cái mặt hàng nào em bóc ra trong kho em còn em không thể bán được. Hôm sau em không, bây giờ mà bán thì hôm sau không thể bán giá kia được các chị ơi. Nên là hôm nay còn cái hàng gì lông cô bán tặng người nhận. Cái này em mình mua cái túi đỏ này. Túi đóng hàng cũng bao nhiêu hơi thôi. Áo phản quang đấy chị đem ra còn. Đâu, áo phản quang đấy hết rồi. Người gửi Nguyễn Cẩm Vân. Đổi lại kéo ra này. Bẩn nhiều, ok. Đây ghi cho khách nhớ, cho khách không lại về khách gửi gì không nhớ. Áo như bạn mặc không? Không, áo em không. Lê Thị Hường với Bức Thư Hường. Nhanh nha các chị nhá. Củ mì. Được chị ơi, thoải mái. Rồi mã này mình lên luôn cho em là 2 giây đi. 2 giây cho em nhá, 15.000 một cái. Trời ơi. Thôi 10.000 một cái luôn đi các chị. 9.000 đi. 9.000 đi. Nhà mình không có cái mã tri ân 10.000. Tri ân 2 giây cho em ở. Ở mã số cho em là áo 2 giây 9.000. 2 giây tăm 9.000. Không cứ chốt ngắn gọn cho em là áo 2 giây là được. 9.000 đi. 9.000 nhá mọi người nha, 9.000 đi. Chắc tăm đây. Hàng chuẩn đẹp đấy, cái hàng này ít nhất buôn vào là 50.000 rồi. Buôn vào là 50-60.000 nhá mọi người nhá. Ở chưa? Rồi mã số cho em là các chị ơi. Áo dây 9.000. Áo dây cho em nhá mọi người, 9.000 thôi. Áo 2 dây cho chị Hoài An ạ.
9.000 cho em con này, mã số cho em là áo 2 giây. Trời chị ơi. Chị ơi, bổ sung số điện thoại giúp em với ạ. Có 9.000 cái áo này thôi, bán cho nó gọn nhà đấy ạ. Trời ơi, cái này các chị mặc cũng đẹp. Mình mặc cũng rất là đẹp và rất là sang đó chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn cho em, chất của nó chất tâm. Cái này các chị giá 55 cân đổ với cho em này. Em hỏi chị Hoài An xem là với chị Hoài này. An bổ sung số điện thoại giúp em với ạ. Trời ơi. 9.000 cho em nhá chị Hoài An, mua xỉ mua lẻ chị. 9.000 con áo này còn đắt đâu. Còn đắt đâu suy nghĩ nhá chị ơi. Được ạ, 9.000 con này đi, bán tặng các chị nốt đi. Không, hàng này, ê ôi hàng như thế này các chị ơi. Em nói thật em mua 2 cái, đến lúc tối mình đặt thêm hàng nhá. Chứ không có cái 2 cái áo dây 9.000 em ship hàng đâu nhá. Không đủ tiền ship với các chị. Áo này còn mỗi màu mấy cái này. Má này các chị lên cho em, má này là... Các chị ơi, chia sẻ bài giúp em nhá, không chia sẻ em không chốt đâu ạ. Cái này là 2 cái, 1 cái. Sốc 1 cho em đi. Mình lên đây chị, tối nay chị mua thêm hàng cho em để đi ơn nhá. Sóc 1 em có màu đen. Sóc 1 em có màu ghi. Đấy, à vâng. Sóc 1 em có màu đỏ ạ. Tại vì là hai bạn nhân viên mới các chị, nên bạn ấy không biết. Mã số em là sóc 1 cho em nhá. Sóc 1 đi 9.000, chị ấy bảo mua nhiều, chị Hoài An phan cứng đấy. Vâng, chị ấy không biết nha chị ơi. Đây là chị nào có phan cứng thì chắc chắn là nhà em đã có số và có địa chỉ rồi. Đấy, sóc 1 cho em 9.000 đi. Đủ màu nhá, các chị thích màu gì mình chốt cho em màu đấy. Sóc 1, sóc 1. Chị nào lấy sóc 1 thì mình chốt cho em là sóc 1. Sóc 1 cho em. Không, áo em mặc hết lâu rồi chị nào mà. Chị nào mà mua áo em mặc từ đợt hè là sẽ có này này. Có không biết là chị ấy, có chị nào đang xem không? Đấy, mã số cho em là sóc 1 cho em nhá. Đấy, 9.000. Chị nào chia sẻ livestream thì được chốt đơn mã này thật sự luôn. Trời ơi, bán những cái mặt hàng nó có rẻ lắm ấy chứ chị. Coi như là bán lấy tương tác thôi, nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Sóc 1 cho em có mấy cái các chị? Không, em không có màu này. Tự nhiên hôm nay ở lắc kiểu là, tự nhiên hôm nay lại muốn là ngồi một chỗ ấy các chị. Ngồi một chỗ này là không thay đồ. Sóc 1 cho em nhá, 9.000. 9.000 mã sóc 1. Chị Mùi Hồng Thắm không chia sẻ bài em không chốt đâu ạ. Sóc 1 9.000 có mấy cái này. Đấy. Đây, hôm nay còn những cái hàng gì đó. Hôm nay con áo tăm. Đấy. Con này các chị lên cho em mã này là gì nhỉ? Con áo tăm. Những con áo tăm nha các chị ơi. Đấy, con này các chị lên cho em mã này là mã số cho em là sốc 2. Sóc 2 cho em nhé, con áo này này, con áo kiểu choker này. Em bán tặng các chị con áo này luôn, 19.000 mã sóc 2 cho em nhé. Chị ơi, áo sóc nam 2. Thì em hết rồi ạ, áo nam có người chốt rồi ạ. Chị nào lấy sóc 2 thì mình chốt sóc 2 cho em nhé, 19.000 con này, 55-56 cân đổ về này. Các chị sơ vi nở luôn cho em nhé, sơ vi nở luôn. Mặc áo này giá không ai tin. Ok, chị Phượng Chi Vi có 2 cái ạ. Em cảm ơn chị nhé, sóc 2 cho em nhé mọi người, 19.000 mã sóc 2. Sang chưa ạ? Trời ơi, con choker này đẹp kinh khủng các chị ơi. Sóc 2 và kèm số cho em nhé, 19.000 đồng mã sóc 2. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng nhé. Cái này từ 40 cân đến 55 cân các chị chốt đơn cho em nhé. Đấy. Sóc 2 và kèm số cho em các chị ơi, 19.000, chất của nó là chất zip cho em. Cái này là chất zip nha mọi người nhé, 19.000 mã sóc 2, chất đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn nha, 19.000. Ôi em like như thế còn chậm mà chị. Like hàng lông côm. Like hàng lông côm thì không like nhanh được. Like hàng lông côm rồi. Sóc 1 cho chị Nga Nga có rồi. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là áo nơ cho em nhá, 39.000. Nơ 39 ạ, 53-54 cân đổ về. Like nhanh thì các chị bảo là chưa kịp dơ mẫu là qua mẫu rồi. À còn chưa cả kịp xem mẫu. Đấy. Ok, có 1 2 cái chị gấm trần ạ. Con này các chị lên cho em mã này là áo hồng nhá, 99k hàng đắt. Trời ơi, con áo này mặc xinh cực kỳ. 60 cân quay đầu cho em mã áo hồng, 99.000. Áo hồng 99k. Chị nào lấy áo hồng thì mình chốt áo hồng cho em nhá. Chị Sam Sam ạ. Đây. Con xinh chưa? Mã này mình lấy luôn cho em mã là khoác. Khoác Kenzo. Khoác Kenzo 79.000. Khoác Kenzo 79.000 cho em ấy chị ơi. Theo logo cho em này. Mã số cho em là khoác Kenzo nhá. Khoác Kenzo và kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy đơn hàng này đừng xả ra nhá. Bây giờ là chị nào mà đặt hàng logo là chắc chắn cho em nhá. 99.000 mã áo hồng.
Đấy, chị nào lấy áo này mình lên luôn cho em, áo Kenzo 79.000. Kenzo 79 cho em nhá. Kenzo 79, cái này có chị từ 40 cân đến mình 55 56 cân cho em nhá. 40 cân đến 55 56 cân. Áo nơ 39 cho chị Sam Sam ạ. À. Chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em, cái này là áo Kenzo nhá, 79.000 này. Con này đẹp cực, khách hỏi là bao nhiêu lần mà không có con này. Em hứa với chị luôn con này. Trời ơi. Shop 219k chị Danh Thị Loan ạ. 249.000 mã số cho em là áo dạ siêu cấp 249. Hàng này các chị ra shop mua 500-600.000. Đấy. Mã số cho em là gì ạ? Áo dạ cao cấp nhá, 249. Còn đúng một con. Khoác Kenzo chị Khánh Huyền ạ. Dạ 249. Ừ. Dạ 249 cho em nhá. Dạ 249. Set áo ghi lê. Còn một set em tặng nốt cho các chị set này luôn. 79.000 mã số cho em là set bi, bao gồm một áo sơ mi và một áo ghi lê. Okay, 60 cân quay đầu. Aumi có ạ. 60 cân quay đầu luôn cho em nhá. Mã này các chị lên cho em là set bi 79.000. Bao gồm cả áo sơ mi ghi lê. Áo sơ mi và áo ghi lê nhá, 79.000 cả set cho em nào. Đấy được chưa? Sơ mi rời riêng, áo ghi lê rời riêng được luôn, 79.000 cho em nhá. Đấy, chị nào lấy con này mình lên luôn cho em mã này là gì ạ? Mã số cho em là gì các chị ơi? Set B nhá, 79.000. Set B 79. Em ơi, kiểm tra đơn của chị Hiền ít nào. Set B cho chị Nguyễn Bảo Ngọc ạ. À. Không, chị lấy. Để chị ấy lấy hàng mới chứ. Set B 79 em ơi. Set gửi hàng chưa? Đây, áo sơ mi cho em nè, 39.000, mã số cho em là sơ mi trắng. Sơ mi trắng 39 nha, 55 cân đổ về. Sơ mi trắng 39. Sơ mi trắng 39. Sơ mi trắng 39. Đây. Rồi cái này các chị lên cho em được đầm 2 giây 29.000, bi 29 đi. Bi 29 cho em nhá. Bi 29. Bi 29. Rồi sơ mi lụa cho em 39.000 nhà em hết rồi ạ. 39.000 mã số cho em là sơ mi hoa nhá. Sơ mi hoa 39.000. 40 cân đến 60 cân quay đầu cho em, mã số cho em là sơ mi hoa 39.000. Sơ mi hoa 39. Này cái này con em lên năm sau mà bán. Sơ mi hoa cho em nha. Bi 29 cho chị Mì Nguyễn ạ. Sơ mi hoa đẹp nhỉ. Chỉ nào mà thích lạ lạ một tí á, mà con này hơi bị đẹp luôn. Sơ mi hoa cho chị Trịnh Thị Tú Anh ạ. Khách chốt thì không có con này mà chốt. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là mã số cho em là sọc xanh nhá. Sọc xanh. Sọc xanh 139. Mã số cho em là sọc xanh. Gọi lại cho chị ấy luôn nhá, xem đơn đi hàng chưa. Sọc xanh 139.000 mã sọc xanh. Em có một con này em mặc này. Đẹp lắm, sọc xanh 139. Sọc xanh. Em có một con áo nam này. Sọc xanh 139. Con áo nam nhá, em còn một cái luôn, em tặng nốt luôn, 119.000. Áo nam cho em trong hàng bom ấy, size 2XL. 119 nhá, mã áo nam. Tính chất đông. Đông hỏi người Thái rồi. Thôi. Cái này sắp đấu thứ hai. Sân này vừa mới dịch. Cách gấu. Cách gấu bác bác Việt. Cách mã chứ. Đấy, phần nữa. Cái đấy là còn đấy. Sọc xanh cho chị Củ Mì ạ. 69.000 cho em, mã số cho em là vàng. Vàng 69 nhá. Chị nào lấy vàng thì mình chốt vàng cho em 69.000 này. Vàng 69. Áo nam em hết rồi ạ. Sao anh em biết áo đấy? Không, xem này chị nó bật nhưng mà anh không nhận. Anh để cho khách cho sao anh mới nhận.
Rớt vai em đấy chị ơi. Rớt vai 29.000. Cho chị Nguyễn Thị Mỹ Lan ạ. Chị nào lấy rớt vai thì mình chốt rớt vai cho em nhá. 29.000 mã rớt vai len này. Rớt vai 29.000. Rớt vai 29. Đây con áo này đẹp nhức nhối, chỉ có đúng một con thôi. À, con này em nhập đắt rồi. Đẹp chưa? 149.000 mã số cho em là các chị ơi, có khoác lên ép tối nay về nhiều lắm ấy. Tối nay các chị nhớ vào nhá. Ê ơi, tối nay về nhiều khoác lên nàng đẹp, hàng xịn, mochino về thêm màu. Rồi cái gì nhỉ? Nhiều khoác lên đẹp lắm, nói chung là tối nay về toàn là len ép. Những cái len mà các chị không nghĩ là nó đẹp như thế đâu, nhưng mà bật mí thế thôi. Tối nay chị em mình vào nhá. Nhớ ơi chị ơi, tối nay là vào ngay khẩn cấp nha. Rồi, ui ôi, cái khoác len này đẹp nhỉ. Sờ xuống. Những cái dòng đấy em nghĩ chắc chắn là các chị mua ở ngoài toàn 400-500 nghìn không. Dòng đấy mua phải 500-600 ấy. Rồi vàng cho em nhá mọi người ơi. Vàng 149 này. Đẹp nhức nhối luôn. Cái này là áo bò, nhưng mà chất của cái này giống như là chất thô ấy, chất bò thô ấy. Áo dạ đắt. Áo VIP 1 lên rồi. 249 làm gì. Ơi, mã số cho em là áo vàng nhá. Chị nào lấy áo vàng thì mình chốt áo vàng cho em nhá. Áo vàng cho em nhá mọi người. Gió nữ em có luôn. Áo vàng cho em này. À cho em con gió đáp kia đi. Áo vàng cho em nhá. 149. Mà cứ mỗi lần chị bán hàng con mắt tao lại díu lại. Khán tiền luôn. Rớt vai chị Trần Hoa. Đây con lên này, em còn một con này. Rồi. Vàng bò chị Danh Thị Loan nào. 99.000 luôn. Cho em xin cốc nước. Mã số cho em là len kem nhá, 99.000 cho em mã len kem. Len kem 99.000. Chị nào lấy len kem thì mình chốt len kem cho em nhá, 99.000 đồng này. Áo giấy thì tí nữa bọn em lọc áo giấy đang còn, em vứt lại đây. Len kem và kèm số cho em nhá. Rồi, cái này em còn đúng một cái em tặng các chị luôn đi. Len khoác len lông 79.000, khoác len lông luôn đi. Khoác len lông 79 à, người ta vẫn đang buôn ở ngoài chợ là 120. Thật ạ. Tối nay thì có thể là các chị ơi mình có chọn ấn chế độ theo dõi bật chuông thông báo đi ạ. Lúc nào bên em like các chị có thông báo mình vào luôn, mình nhận quà, mình săn quà luôn nhá chị ơi. Rồi sau đấy mình đặt hàng cũng được. Ở chạm. Nhưng mà bật mí đấy. Hôm nay có mỗi 4 bao về cho các chị. Nhưng mà đẹp lắm. Tối nay khoác lên đẹp cực kỳ. Toàn những anh ơi cho cầm một cái ở đây cho các chị tính. Nhích cái nách luôn. Thật mà tối nay cái khoác lại đẹp lắm. Cho chị lên cho em một cái vào đây. Mình đã... cho một cái vào đây thả tấn nha, thả tấn rồi nhá không có bán tối á. Em chưa các chị ơi, trời ơi rêu các chị ơi, nào mã số cho em là kiểu rêu 29.000 thôi, kiểu rêu cho em nhá, 29.000 này, kiểu rêu 29, kiểu rêu 29, kiểu rêu 20 tấn ngần, rêu 29 cho em nhá. Đây mình bật mí cho các chị tối nay vào các chị ơi. Nó cầm cái này mà nó hỏi tao mã này còn hay không. Rêu 29 cho chị Nguyễn Bảo Ngọc ạ. À. Cho em xin uống nước. Uống xong. Ok. Đưa em một cái khoác vào đây. Ê con khoác mà cổ tim ấy. Cổ tim mà màu trắng màu đen á. Nhức. Nhức nhối luôn nha các chị ơi. Đẹp lắm. Các chị ơi tối nay nhớ chốt thêm sản phẩm để em đi đơn ạ. Thật sự mà em lại giao thả tính luôn. Đây con gió này em thấy con này các chị đặt con này nhiều lắm ấy mọi người. Con này các chị lên cho em là K83 cho em là nhá. K83 cho em ạ. À. Có đấy. Chị ơi cái đấy mà đang còn nhá, K83. K83 cho em 99.000 một con áo này mà cô. Cũng vì em chốt cho chị rồi ạ. À. Mã số cho em là K83 nhá. Ôi con áo gió hàng VIP của em. Gọi là đẹp nhức nhách. Không, cái trong túi zip cơ mà. 40 cân đến 62 cân các chị chốt đơn cho em nhá, 99.000 này. Gió Adidas không bao giờ lỗi mốt, các chị có thể mặc cho em với quần da, chân váy, quần bò, quần legging, quần gì cũng đẹp mà báo giá các chị luôn này. Mẫu này em bao độc luôn nha các chị ơi, 99.000 một con áo gió này.
hai lớp nhá. Bây giờ chị mặc con này ra ngoài đường là rất là đẹp. Mình có thể mặc với áo sơ mi ở bên trong, và các chị khoác áo khoác ở bên ngoài này. Mình có thể mặc với quần bò, quần da, chân váy, mặc cái gì cũng đẹp. 99.000. Mã số cho em là K83 và kèm màu họa tiết của em là thêu khóa của em. Túi kéo khóa hẳn hoi cho các chị như thế này nhá. Nhá, được cái đấy, nếu mà em còn em vẫn chốt cho mình nhá. Mã số khoác lên mới về cho chị một cái ở đây, thả thính thôi. Dạ đúng, chị của trong mình, mình ơi, chị chia sẻ bài thì em mới chốt được đơn, là mình không chia sẻ bài thì em không chốt đơn. 99.000 cho em mã này K83 nhá. Toàn giá tri ân thôi. Đấy, chị thấy chưa? Sang lắm, đây là màu đen cho em và màu hồng nhá, hai màu. K83 và kèm màu cho em. Trời. K83 cho em nhá, có một cái mã giá cao với một cái mã K83. Ừ, không phải biết. Ừ. K83 và kèm số cho em với chị nhá. 99.000 K83. Cái mã này của team chị nha, không đó. Sang xịn mịn và đẹp quá chị ơi. Trời ơi, cái màu hồng của em này. Cái màu hồng của em nó lạ mắt chưa? Tối có gọi điện chốt đơn cho em, bên em đang gọi chị ạ. K83 nhớ cả số ấy chị nhá. Chị ơi lên đúng mã cho em đi, K83 và kèm số điện thoại. Chị lên như thế lại không có đơn đâu ạ. K83 giúp em lại nhá, và nhớ ấy, chị ơi, phải có số nhá. Cái quan trọng nhất của mình ấy, lên mã là phải có số để nhà em còn gọi được. Lên mã là phải có số để nhà em còn gọi được các chị ơi. Em ơi đẹp nhờ. K83 và kèm số cho em 89, à quên, 99.000 cho các chị. Thật sự mà nói á, không ai bán 99.000 con áo gió này, em đảm bảo với các chị luôn. Đấy, đặc biệt là trong những cái thời tiết mà nó hanh khô ấy mọi người. Đi ra đường đừng mặc áo, em rút kinh nghiệm rồi, bây giờ em ra đường cái thời tiết này em không bao giờ mặc áo nắng. Kiểu mà nó, cái nắng của nó còn hơn cả tháng 5 á, nó cứ dọi vào kiểu rát rát cả da tay mình luôn ấy. Nhưng mà mặc áo gió này cho em có các tông, nó là tác dụng là chống nắng này. Có cả chống nắng nha. Có cả là gì ạ? Mình chống lạnh được, mình bảo vệ cơ thể mình. Và nó cái thời tiết mà lăn tăn thì cái này con này quá là hợp lý luôn. Mà tất cả họa tiết là theo cho em, ví dụ nhá, K83 em sẽ có hai mẫu này. Màu hồng thì nó sẽ họa tiết này, còn màu đen nó sẽ họa tiết này. Nhưng mà nó xem nhau á chị, mẫu nào cũng rất là đẹp luôn. Nó cũng na ná nhau thôi. 99.000 một con áo gió này cho em nhá. Chất của nó siêu đẹp mà đằng sau ấy chị ơi. Cái này em chỉ làm một size này, có điều chỉnh dây nhá. Các chị thích ngắn, các chị thích ôm hay các chị thích rộng thì các chị nới cái này dây này cho em. Được chưa? 99.000 con này cho em nhá, K83. Rồi chị nào lấy K83 thì mình chốt K83 và kèm số cho em nhá, 99.000 đồng. Sang xịn mịn và đẹp. Đấy. Thì chị cứ lấy đi chị ơi. Chị lấy nhiều thì bên em vẫn chốt cho mình mà. Đấy là chị nào hoan hỉ thì mình chia sẻ giúp em. Mặt hàng nào em còn thì em vẫn chốt cho chị yêu mà. Chị củ mì em vẫn chốt cho chị mà. Đấy có nghĩa là gọi là chị, nếu mà chị nào mà tại sao nhỉ? Chị nào mà tương tác thì các chị chia sẻ bài thì mình săn quà thôi. Còn các chị nếu mà mình có lý do thì bên em vẫn cho bình thường ạ. Em mua khoác bên shop mặc mấy mùa rồi vẫn đẹp. Em cảm ơn chị Mì Nguyễn nhá. Cái này xinh lắm các chị, màu đen nè. Mình có thể mua mặc cả đôi, mặc team, mặc nhóm. Sắp đến là dịp gì nè? Có dịp gì không? Không có dịp gì thì mình đi chơi bình thường mình vẫn mặc đôi được các chị. Đẹp cực kỳ luôn. Mã số cho em lại là K83 hoặc comment cho em là gió đáp nhá. Chị nào mà không nhớ mã các chị comment cho em là gió đát. Các chị ơi nhìn sườn cho em nào. Nó có cả cái mắt sườn như thế này là các chị biết hàng của nó như thế nào. Chứ còn một cái hàng bình thường không bao giờ nó làm hai lớp chất mềm, mà nó lại còn tem mắt sườn làm gì cho nó giá thành cái áo nó cao đúng không. Nhưng hàng này hàng đẹp và em chạy số lượng, em nhập giá rẻ em bán cho các chị, gọi là bán trên tình cảm là chính ý các chị ơi. Ai bảo nó là 99.000. Hàng này ít nhất các chị ra shop mua không bao giờ được cái giá này cho em nhá. Theo logo cho em nào, 60 cân em nhận đơn rồi ạ. Trên 60 cân em không nhận đơn nhá mọi người. Có đen và có hồng nha các chị nha. Rồi em qua mã luôn nhá, thả thính thôi. Thả thính con này để tối nay lên các chị này. Con này đẹp lắm, tối nay chị nào bỏ lỡ thì hơi phí nhá, phí cuộc đời đấy. Con này chị nào bỏ lỡ thì quá phí luôn. Em mặc con này già lắm, em mặc con đắt đi. Được chưa ạ, K83 và kèm số. Cái này bên em làm một size các chị nhá. Bên em cái này bên em chỉ đặt làm một size thôi. Trời ơi con này hả chị ơi? Đẹp chưa? Đẹp quá. Size bé thì chị gửi vào tin nhắn cho em nhá. À thế là chị. Con này tối về ăn mặc lồng lộn đấy, là con này đẹp các chị ơi. Màu vàng, màu hồng đằng sau đi em. Con này á chị ơi.
Em con này chị khoác như kiểu chảnh lắm ấy, sang lắm. Chảnh ơi là chảnh luôn, trend. Này. Ôi ơi, cái con này em thực sự là gọi là sao nhỉ, nhìn cái mặt mình nó không chảnh được nhưng mà đẹp. Đẹp các chị ơi. Trời ơi này. Ê ơi, cái con này thật sự luôn mọi người, chắc là tối nay phải còn làm cái quả tóc gì nó đẹp đẹp. Em nhưng mà chị nghĩ con này quá đỉnh em ạ. Đẹp lắm. Này. Ồ. Con này có khi phải bán tiền triệu ấy. Em bán tiền triệu để đi xây nhà lầu đi. Ê ơi. Không, mẫu này ở đâu có ấy, chị ơi. Đẹp chưa? À, nhìn cái tay cho em, cái len của nó là len cừu cho em nhá. Trời ơi. Không bán nha các chị ơi, kiểu xương xương cái này thôi. Đây là đang mặc với bình thường nhá. Đấy. Đang mặc xương xương nhẹ nhàng này thôi. Tối nay em sẽ bán con này, được chưa? Bây giờ không bán. Kiểu mặc xương xương thế này các chị biết tối nay có cái gì thôi. Trời ơi, áo len bao giờ nó chỉ làm một size chị. Hàng len nó chỉ làm một size thôi chứ nó không có làm nhiều size đâu. Không chị ơi, tối nay mới bán, tối nay mới tiết lộ màu. Bây giờ em chỉ mặc xương xương. Trời ơi đẹp, không còn những cái mẫu này mà còn rất nhiều mẫu khác. Rất nhiều mẫu khác nha. 20 mẫu khoác len cao cấp nha các chị ơi. Toàn người ta bán về shop, người ta bán tiền trăm đấy. 5-600 nghìn được chưa? Không bao giờ dưới. Thật cứ bảo giá chứ hôm nay chị em mình vào săn cái này dưới 300 nghìn thôi. Ok chưa? Nha các chị nha, con này không đẹp thì thôi. Con này mặc tết cho em là nhức nách luôn các chị ạ. Rồi ok chị Mỹ Linh luôn. Đẹp nhở. Em ơi cái len của nó đẹp quá. Tối nay nhá mọi người nhá, chị nào mà vào tranh thủ tối nay vào hốt lẹ nhá. Chị nào mà hôm nay không vào là hơi tiếc đấy. Ai? Chị Mỹ Linh này, fan cứng gì mà em mới vừa xả đơn của chị ấy. Lý do của chị ấy là không cọc đúng không? Không cọc. Không cọc, mới lúc nãy xong. Em mới bỏ đơn của chị đấy, thế em không đặt đơn cho chị nữa đâu nhá. Kêu cọc thì lại không cọc. Đến lúc bảo xả ra. Ngoài điện chị không nghe máy. Bên em không đồng kiểm ạ. Các chị ưng thì các chị mua. Tin tưởng thì mình mua. Em thật sự luôn á. Mua hàng trên mạng mình tin tưởng người bán hàng là đúng. Chứ không quan trọng là hàng như nào. Ừ. Hàng đó nó đẹp là đẹp. Xấu là xấu. Chứ không phải là hàng. Hàng nó đấy có thể chị ấy bảo ai cho số tài khoản đâu mà cọc. Không nghe máy đâu mà. Nhắn tin bảo chị cọc. Không thấy trả lời. Thật ra em thấy á. Đấy, có cả màu này, có cả màu đen cho các chị rồi đấy. Được chưa? Rồi, thật sự luôn em thấy nếu mà mua hàng ở trên mạng, mình tin tưởng người bán hàng các chị. Vừa đổi bên em sẽ hỗ trợ đổi trả cho các chị. Tin tưởng người bán hàng thôi. Chứ còn nếu mà mình mua bảo cứ phải kiểm tra hàng thì mới nhận. Thế là mình không tin tưởng nó à? Đấy, mình chỉ mình thấy đẹp, mình mua chưa chắc hàng đẹp. Em bảo rồi, hàng đẹp, em bảo đẹp, những cái nào em bảo như nào là nó sẽ là như thế, được chưa các chị? Ông thì mình mua, mình cảm thấy ok, hợp với giá tiền, hợp gu thì mình mua thôi. Còn nhà em từ bây giờ không đồng kiểm. Các chị ơi, nhà em gọi là mất quá nhiều. Mất cực nhiều với các chị ơi, mất cực nhiều nha. Ví dụ như là đợt mùa hè cơ, gửi một cái bộ đồ ấy, bao gồm cả quần cả áo thì chỉ thấy cái áo về, không thấy cái quần đâu. Trong khi nhà em nhá, điểm gửi hàng đi có cả camera luôn, được chưa? Mỗi góc là sẽ có hai cái này đấy, đầy đủ cho mày. Tự nhiên nhà em tự nhiên cả một cái set đồ thế, cũng không ai bỏ một cái áo cho khách mà để lại cái quần mặc đâu, chẳng có luôn. Nhưng mà kiểu là cứ ví dụ nhiều đơn á, ba cái thì chỉ còn hai cái nữa lạc về thôi, không biết một cái nó đi đâu. Ô em ơi, đem ra cho anh Công làm mã để tối nay bán đi. Tối nay nhá mọi người, kiểm báo chị Mai anh kiểm tra đơn thì hiền hít giúp chị đi nào. Lên con áo dạ cho em nào. Con áo dạ cho em mã này, các chị lên cho em con này là D4 nhá. Rồi D4. Thôi xong rồi chị bây giờ lên nguyên cục đi. Thương ra hỗ trợ Công cho nó làm xong mã đi. D4 cho em với chị nhá. D4. Còn cái hàng này để đóng về chị Loan bán lung tung. D4, đúng rồi. Thật sự là mình, các chị mua hàng trên mạng là tin tưởng cái người bán hàng là chính. Chứ quần áo người ta bảo đẹp là đẹp, xấu là xấu. Không phải tự nhiên cũng không hoa mỹ là quần áo em xấu, em cứ bảo đẹp các chị mua đi, chốt đi. Rồi đến nơi không chưa kiểm tra hàng, em không lo cái vấn đề đấy. Em chỉ lo hàng của nhà em bị mất thôi. D4. Bây giờ chị Kim Nguyễn mới vào hơi bị buồn nha. Tối nay đi chị, tối nay nhiều hàng đẹp lắm ý.
Tối nay nhá chị ơi. D4 4M 4L 3XL rồi, ok chắc hết con này luôn. Con này còn đúng không? À cho em mời mấy cái mẫu đắt vào đây anh. Cái mẫu nhà mình nhớ, cái mẫu K82 đó. Đấy, mấy cái mẫu ở đây cho chị Kim Nguyễn nào. K82 là cái mẫu pha mà em để lại một cái em mặc á. Con K82. Rồi mấy cái con dạ nữa. Mua đồ bên em lâu lắm, em cũng không biết luôn á. Em thấy đơn của chị từ lâu lắm rồi, từ cách đây hơn một tuần. Đâu rồi cái áo này? À con vest này này, con vest đây cũng được này. Không, chị ấy không lấy con đấy. Con vest đấy, con đấy của em đâu? Con xanh ngọc đấy của em đâu? Con vest này nhà mình còn mỗi màu này nhở? Đây con vest này cũng đẹp chị này. Con vest này đó chị lên ra mã này là K80. Em còn mỗi màu này thôi. Khoác hầu Adidas em lên rồi, K83. Vest nha, em có M, em có LXL. Áo. Vâng, lần này là đủ ấy, lần này đủ nhá chị Kim ơi, lần này đủ. Chắc chắn lần này sẽ đủ. Rồi ok. Thế cái con màu xanh ngọc của chị treo ở đây mấy đứa lại gấp hết rồi à? Con xanh ngọc K82 ấy. Mã này đó chị lên cho em là K80 nhá. 219.000 K80. K80 và kèm số chưa được cái áo ra. Trời ơi chị ơi em cũng muốn đấy các chị. K80 cho em nhá. 219 K80. Chị nào lấy con này mình chốt cho em là K82 ở bên cạnh em con áo dạ đây. Chị nào lấy con này mình lấy luôn cho em mã này là hồng. Tối em có lên mấy mã manto nữa cơ. Dạ manto ấy. Tối nay có khoác lên cao cấp. Chị nào mà săn thì vào nay mua lấy con để dành đến Tết cũng được. Đấy, chị nào lấy con này mình chốt cho em mã này là K80 cho em nhá, 219 áo vest. Tại vì đang mặc mấy cái quần này nó không hợp. Bảo bên cạnh cái con áo dạ kia rồi còn. Con áo dạ kia bên cạnh nhiều cái con K82 là bên cạnh con đấy. Ôm em để lại kia ở bên cạnh cái cuối ấy. Bên cạnh cái con áo dạ đấy. Bên cạnh con áo dạ D4. Thể trên, thấy chưa? Chị nào lấy con này mình chốt cho em là K80. Áo em mà không bán. Áo này của em. Em mặc lâu lắm rồi, em mặc từ đợt mùa hè cơ. Con này đẹp lắm chị Kim. Em lấy cho người ta size L. Con này đẹp nhức nối luôn. Con này đó chị lên cho em là K82. Qua này chốt con này quá nhiều. Trời ơi, con này chưa là nhá mọi người. Nên nó hơi gấp túi một tí thôi. Trời ơi, 199.000 con VIP này cho em nè. Con này VIP lắm. VIP cực kỳ luôn cho em con K82 xinh trẻ. Con này có size M, size S, size M, size L cho em nhá. Nó cũng không xem nhau là mấy đâu. Nó cũng không xem nhau là mấy nha các chị ơi. K82 cho em nè. Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn. 199.000 K82. Trời ơi. Chị nào lấy K82 thì các chị có K82 cho em nhá. 199.000 K82. Đẹp lắm. Trời ơi chị ơi, đẹp cực kỳ. Nó là kaki và nó phối nỉ cho em nhá. Tay này. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Size S là các chị dưới 55. M là mình dưới 60. Và L là các chị dưới 65 cân cho em nhá. Mã số cho em là K82. 199.000 áo hàng cao cấp hàng Quảng Châu. Chị nào là các em đang mặc vẫn size L hơi rộng, em chỉ mặc size S hoặc size M thôi. Đấy, chị nào lấy con này mình chốt cho em là K82 cho em nhá, 199.000. Đẹp nhức nhối, vừa mặc đẹp vừa trẻ. Nói chung là mặc cái này, mẫu này nó rất là trẻ luôn đấy. Các chị mặc con này phải trẻ ra bao nhiêu tuổi ấy. Đấy, tầm nói chung là cái này mình mua về cho con gái mình đi học cũng được. Cái dáng này là dáng trẻ nhá mọi người. Em quay đằng sau các chị xem nào. Đây, đằng sau cho em là theo logo như này nhá. Có theo logo ở đằng sau cho em như thế này. Ok, chị Minh Đặng K82. Chị nào lấy K82 thì mình chốt K82 cho em nhá. 199.000 đó chị ơi. Bao hàng cao cấp luôn. Trời ơi. Và hàng này các chị chỉ mua được ở nhà em thôi, không mua được ở nhà thứ hai. Phải khẳng định cái câu đấy luôn, được chưa? Các chị đi săn rất là khó luôn. Hỏi cái mẫu này không có ai bán đâu. Và các chị order trên Taobao phải là 3-400 tệ. Mà các chị bây giờ nhân với tỷ giá bây giờ tệ lên cao lắm. Như 3 mấy rồi ấy, 35 rồi. Là các chị về con này phải tiền triệu ấy. Thôi mua nhà em chỉ có 200.000. Nhưng mà được hàng đẹp. Ship hàng cũng đợt này, ship hàng lần này đợt này hơi chậm một tí thôi. Tại vì do lũ lụt, do ngập các thứ thôi. Nhưng mà cái này nhá, các chị 2-3 ngày nhận hàng. Không đúng, gọi là không đúng như lời em quảng cáo ấy. Các chị cứ gửi lại hàng cho em.
chuẩn hàng đẹp nhá. Em đã lấy một cái em mặc rồi, đẹp lắm, hàng Quảng Châu không cần suy nghĩ đâu. Nè, màu tây chưa, có mã luôn cho em nhá. Váy vàng à, váy vàng rồi, ok em sẽ tua váy nhá. Tua qua một lượt váy để các chị em mình chốt nha. Đây, xinh chưa? Các chị thấy mini chưa? Mini cuộc tình chưa? Đây, xanh mờ đây. Em thấy nó cũng xem nhau ấy mà. Đấy, rồi. Trời ơi, con này đẹp lắm. Em để lại một con này để mặc rồi. K82 cho em nhá, 60 cân ok luôn. Chị Văn Thanh ơi, mặc đẹp con này. Con này mặc rất là trẻ luôn cho em nhá, trẻ trung cá tính. Đấy mà nó sạch, toàn những cái màu sạch. 65 cân, 1m72, chắc chắn là mặc con này ngắn thôi chị. Con này 65 cân là 1m72 là ngắn rồi. Tại vì con này là áo của nữ mà, đâu phải áo của nam đâu. Áo này dành cho nữ nha mọi người. Nam thì tầm 1m65 cho em là đẹp nhất thôi. 1m72 chắc chắn mặc sẽ bị ngắn. Con này của nữ mà. Con này mặc đôi đẹp này. Chị nào mua đôi con này mặc lên đôi đẹp lắm. Rồi, em lên qua mẫu váy nhá. Váy này, váy này là V mấy nhở? Váy này là V mấy? Váy này như các chị lên ra mã L. Có màu đỏ không? Màu đỏ là mã khác. Đợt hôm qua bên em đang gọi chốt đây. Anh ơi, hôm nay anh in ở Facebook sang cho mọi người chốt chưa? Mã là gì? V11. In Facebook cho mọi người chốt chưa? Chưa chốt nhìn đi rồi. V11 cho em nhé mọi người. V11 cho em 109.000. V11 màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu đen, 40 cân đến 60 cân. Các chị chốt đơn mã số cho em là V11 nhá. 109.000 mã V11 chị ơi. Bây giờ các chị ơi, không phải giống như là tin nhắn đâu mọi người. Không phải giống như là Facebook tin nhắn các chị chat với em đâu. Bet có nghĩa là một phút ấy. Một phút có rất nhiều chị nhắn tin. Nên là nó sẽ bị trôi tin nhắn của mọi người ở dưới. Chị nào mà đang gấp, đang vội quá thì các chị chấm nhiều lần cho tin nhắn nổi lên giúp em nhá. Các chị cứ chấm cho nó tin nhắn nó nổi lên nhá mọi người nhá. Em đang mặc là size M đây. Size M nó vừa hơn. Mặc size S còn vừa nữa. Nhưng mà em thích mặc rộng nên em mặc size M. Nên là nhiều khi tin nhắn nó bị trôi ấy. Các chị ơi, nó bị trôi về biển. Trôi ra khơi. Nên là chị nào cần gấp mình có thể alo ở số hotline cho em. Và các chị có thể chấm nhiều lần cho tin nhắn nó nổi lên giúp em nhá. Tại vì các bạn kéo là phải kéo từ trên xuống dưới đấy. Kéo là phải check tin nhắn lần lượt. Nên là khi các chị nhắn thì anh em đang check tin nhắn của chị khác. Nên đâm ra là sẽ là hơi chậm một chút xíu nhá mọi người. Đấy là chị nào có việc gấp quá ấy, các chị gọi thẳng vào số hotline cho em nhá. Hotline thứ 3. Thứ 3 à? Cục sạc ở đâu? Mới bật, vừa mới sạc. Không thấy sốc gọi điện chốt đơn đâu chị. Chị yên tâm ơi, chị đặt hàng từ hôm nào à? Chị yên tâm, nghe quen lắm. Nhưng hôm nay cũng đi đơn rồi mà. Rồi, em xem em nghỉ live stream tại đây nhé mọi người nha. Chị ơi, hẹn các chị vào tối nay nha. Nhớ các chị ơi, tối nay mà nhớ tối nay vào xem để mình săn những cái con áo hàng xịn nha. Giá quá hời. Chị em mình tối nay bỏ lỡ là rất là tiếc của đấy ạ. Nha các chị nhá. Rồi ok, chị Lý Thắm một con size M em đẹp. Con này bao đẹp cho các chị gái của em luôn. Áo này chỉ có 199.000. Hàng Hồng Kông cao cấp cho em. Đó ra áo này gọi là kiểu nó tiếng xét ái tình ấy mọi người. Nhìn thấy kiểu là đập vào mắt là thích luôn. Thật sự luôn, các chị nhìn nó là ưng và sờ cái chất nó là mê. Đấy, nhìn là đã ưng mà sờ là đã phê luôn. Mặc lên càng sướng. Các chị nha. Con này đẹp nhở. Theo ơi con này. Con này hôm nay còn chưa cả dáng người về với chị Loan. Ở ngoài đây không đủ hàng, để mai gửi về. Em còn chưa cả gửi về cửa hàng. Chị nào có đơn thì tối nay vào dần thêm nhé mọi người. Thank you, các chị Riu. Hẹn các chị vào tối nay nhé. Bye bye các chị. Các chị ơi, nhớ tối nay sạc pin đầy đủ để chị em mình vào săn siêu phẩm nhé mọi người nhá. Giờ ok, em nghỉ live stream nhé mọi người nha.